chào các bạn đang theo dõi kênh chợ Sài Gòn. Thì bữa nay mình đang đi về thì thấy có mấy chú chó này đẹp quá nè. Để mình vô mình review cho các bạn xem một vài chú chó nha. Con đen này là giống gì vậy chị? Con màu đen là giống gì vậy? Hả? Không, con chó này con ở ngoài đó. Ờ. Chó bóc bu nó lai. Chỗ nào mới lớn nữa? Chó bóc hả? Chó bóc bu quá, anh biết bóc bu không? Bóc bu chân cao quá. Nó vậy đó, nó mới lớn nữa. Đó, chó bóc bu. Nó vậy hoài luôn hả? Thì đúng rồi, nó vậy hoài luôn, nó đâu có lớn nữa đâu. Nó chó lớn rồi. Được 8 tháng tuổi rồi, 9 tháng gì đó. 9 tháng. Nó đang nuôi mà nó ăn cắp cho nó bán. Nó có đỡ chủ. Em mua sao em để bán vậy, anh coi được anh mua không sao hết. À. Đó, chó nhà ta đang nuôi mà lanh lắm, anh dễ sợ luôn, ở đây cũng được lâu rồi, được hơn tầm rồi. Con này bao nhiêu? Giờ lấy cặp luôn hay sao, chó cái nha, chưa đẻ. Con này chó cái hả? Con này chó cái. Thôi đứng luôn, buông lắm. Kêu nó nhảy lên hai chân á, để hai chân lên nó cũng làm luôn. Đó, phải nói rõ là vậy. Con này chị bán nhiêu? Dạ em nói tiếng, anh nói tiếng được thôi, dễ ha, tiếng hỏi tiếng trả. Đúng không? Thì chị nói đi. Dạ con này để ăn 1.6 triệu. 1.6 triệu hả? Dạ. Anh mua được nhiêu thì anh nói cho em câu cũng được thôi. Ở đây là em mua đi bán lại, lời 50, 100 em cũng bán cho nó về chủ mới. Nói nào ngay. Mà anh mua làm gì hả? Bằng thịt hả? Không, mua chơi. À, mua chơi được. Cái đây hỏi hỏi giùm cho mấy người bạn á. Ở trên trên Facebook có mấy con nhóm nhóm bạn người ta hay kiếm chia sẻ đúng không? À, đó. Tôi Nguyên Nguyễn trên mạng nè. À vậy hả? Nguyễn. Dạ tôi chia sẻ mấy con chó này, có nhiều một số người không đồng tình. Dạ nói tôi là gì gọi là gì ta? Biết tay. Mà bây giờ biết đủ thành phần ra đây. Nó đi chiếc xe lắc đi chứ chiếc xe mắc nó nhà ta không nuôi nữa. Nó đem ra nó bán chứ đâu phải là tự nhiên đâu. Đúng rồi. Bởi vì đủ thành phần mà khi mà con chó nó đụng vô chó nó muốn cắn nó thì làm sao mà biết được. Nếu nó nói nó đỡ chủ thì tôi hỏi nó. Bây giờ anh nói anh đỡ chủ đúng không? Anh đưa giấy tờ cho tôi coi đi. Nó nói là nó mất giấy tờ từ lâu rồi. Không đi đường đâu. Trời ơi cái này cũng khổ lắm chứ anh. Bán kiểu này ở ngoài đường ngoài xá anh coi đi. Chỉ một cái dù, hai cái dù để che đám nhỏ à. Mà thôi cũng không sao hết, cả nhà ở bên Facebook hay bên Zalo hay bên các hội mà ai hiểu được thì mừng, không hiểu được thì thôi. Chị có cho Facebook luôn hả? Em có lên chứ. À. Cái Zalo luôn, em chia sẻ từ nhóm từ hội luôn mà. Cái này mà mình à. À. Vô mình hỏi cho các bạn con này đang bị thương các bạn. Này thì người ta bán có 500 ngàn thôi, người ta mua lại có 500 ngàn mà giống như là có eco mang nó đó. À con này bao nhiêu vậy? Con chó đó không có đổi chủ, ai biết ai là chủ luôn. Ý là bán bao nhiêu rồi em? Con này á, chỉ có 2 triệu thôi. Có tù triệu. Ai nhập cái gì á, cũng không rõ. Mua sao để bán vậy, con này 2 triệu bạc. Con này nè, 1.2 triệu, kêu qua 1.2 triệu. Hai con này 1.2 triệu nè. Một con này là 1.2 triệu nè, con này cũng 1.2 triệu luôn. Họ bớt giá cho 100 ngàn tiền xăng á. Mua 20, con đó. Con này cũng vậy nè, 1.2 triệu. Con này 900, con này 800, hai con này 800 ngàn nè. Hai con này 800, 800. Ai chứ nhật, thấy nó giật lên sừng với ai chứ nhật, hai con này 800 hả?
một con 800 ngàn, con này 800, con này 800, con này cũng 800, 800 à. Đó, mua hai chuột gì cũng vậy đó các bạn. Ai ra mua hai chuột vậy cũng vậy thôi. Đâu có lấy mắt con. Bốn con này là 800 ngàn con nè các bạn. Đó, 800 ngàn con. Đó, 800 là 4 con này, 800 ngàn con. Đó, đây cũng 800 luôn. Con này triệu 2 nè. Đó. Con này 800, con này triệu 2. Nói chứ không phải là nói cái chuyện mà nói là cấp đâu nó cấp đâu, nó không nuôi nữa đây nó bán rồi. Thầy chỉ mua lại giùm ta là ta còn phải cảm ơn nữa. Mua đi bán lại giùm ta thôi. Ở đây con bán thịt. Đúng còn rồi. Em đang em chia sẻ với mọi người, em đi biển em chia sẻ với mọi người thì mọi người nói là em bán thịt, em cấu kết với lại gì đó. Mấy con trong đây thì bao nhiêu chị? Mấy con nhỏ nhỏ trong đây nè. Mấy con này 300 tới 500 ngàn con các bạn. Con này 300 ngàn các bạn. Ừ. À, để dưới quay con luôn. Đây là một bác con chó nè các bạn. Cháu bốc đồ nè. Chú quay đủ thứ á. Ờ, chó xe tổ này nọ. Này là ở khúc Trường Chinh các bạn, Trường Chinh ngay Mũi Tàu cùng và một Trường Chinh nè. Con chó này là con chó chủ nhà mà đang nuôi. Mấy hôm bữa tôi hỏi ai cũng có giùm ở đó mà. Ai cũng có giùm ở đó mà. Ai cũng có giùm ở đó mà. Đúng rồi. À. Nhờ anh xem thử đây mấy bạn có thấy con bé này không, làm ơn thấy thì liên hệ với em. Em
đi lạc đấy, kiếm lâu lắm rồi mà kiếm cả tuần lễ rồi mà chưa ra, bây giờ anh chưa xem. Để vô sáng chỗ này nè. Đó, để trước máy quay. Đây là anh tên gì anh giới thiệu nó đi. Nó tên Bun. Hả? Nó tên Bun. À. Cái đang có bầu khoảng 1 tháng rưỡi. Cân nặng nó là 12 kg. Mất ở chợ Thạch Đà Gò Vấp á. À, mất ở chợ Thạch Đà Gò Vấp. Dạ. Đây là mất bao lâu rồi anh? Mất khoảng 1 tuần lễ rồi, em tìm 1 tuần nay mà không có gặp. À, gặp em ở Cầu Bông rồi tìm ở ngoài Lê Hồng Phong rồi mấy cái lò chó luôn mà tìm không gặp. À, bạn nào mà nó thấy con tên gì em nói lại hả? Tên Bun. Bun á, à là có thể là liên lạc với anh là số điện thoại số mấy ha? Dạ số em là 0938 255 643. Anh tên gì? Dạ em tên Phong. Tông, anh Facebook anh là gì? Facebook là Trần Phong. À, anh Facebook Trần Phong là chủ con chó nè, đang tìm kiếm nè các bạn. Quay lại cho các bạn coi lần nữa nha. Đó. Đây con Bun nè, mấy tháng anh? Dạ, khoảng 7 tháng, đang mang thai 1 tháng rưỡi. À, đẹp ghê không? Chó này bắt về chắc làm kiện chứ mà không thịt đâu. Kiện mà em tìm chuột lại mà không có. Chứ mấy bạn tìm chó đừng có lên Lê Hồng Phong mà đưa tiền trước rất là khó. Đưa đúng tiền rồi. Trước rất là khó tìm lại được. Đúng rồi. Rồi, ok. Đây. Chủ chú chó là các bạn đi tìm kiếm mà rất là lâu rồi mà vẫn chưa thấy, hơn 1 tuần rồi. Rồi chào anh ha. Con tên gì? À Đạt. Đây là Đạt các bạn, một bé cuồng chó. Đó. Này là chó Nhật nè. Hay là bé này chuẩn bị theo chủ mới rồi các bạn. Đây là mấy chú mèo con. Mèo dễ thương ghê luôn. Và chủ mới à, chú mèo này và chủ mới rồi các bạn. Ở đây là không bán về thịt nữa nha các bạn. Ăn
100 ngàn miếng thịt gì trời. Đó. Hàng có xíu rồi. Bởi vì nhiều người đăng lên nói chiếc cây gì, đăng thịt này nọ cái trời trời. Đó, mèo nó giá rồi, chúc mừng chú mèo đã về chủ mới. Mấy thỏ này giờ bán sao chị? Thỏ nè bán 200 ngàn cặp. Đây là mấy chú thỏ rồi các bạn, thỏ trắng. Hai trăm ngàn. Chim này bán sao chị? Chim này là 150 một con các bạn. Mèo nhỏ thì bảy, nhỏ xíu xíu thì tính 200 trăm. Mèo lớn thì 200. À. Đó, 200 ngàn con chứ không bán gì đâu. Bán 200, mèo lớn thì bao nhiêu, 350-400 ngàn. Chứ không có bán ấy. Mèo thì giá từ 100 đến 200 ngàn. Đây, ông cứ hỏi cái mèo đi luôn. Hả? Cứ hỏi cái mèo là Tâm Nguyễn nè. Đây à. À, đây Tâm Nguyễn nè. Đây là anh Tâm Nguyễn nè, chuyên cứu hộ chó mèo nè các bạn. Cứu hộ chó mèo đó. Facebook em là Nguyễn Thành Tâm. Nguyễn Thanh Tâm à. Cứu hộ cho mèo đây. Trưởng của trạm cứu hộ chó mèo ở Cà Phê Hạ Hóc Môn. À rồi rồi. Mi Nguyễn có bán thịt không? Hỏi luôn. Không thì hiện tại chị My là chị không có bán thịt, cái đó là điều xác nhận. À, mình có gì nói đó thôi, thì chị cũng thâu mua chó lại của từ những người mà bắt chó thôi. À rồi. Trả tiền ra đi tìm mấy bé để chung cho. Rồi cảm ơn anh chia sẻ nha. 800 đó 1 triệu, 1 triệu 2 đúng không? Cái con nào mà ví dụ mà chó lai thì mà chó mà đặc biệt hơn thì từ 2 triệu tới 3 triệu đúng không? Nói chung là cái giá của chị My á, mà để cho những người mất á rất là ok. Không phải là chặt chém cho những người chó bán chó ở ngoài. Ví dụ như chó mà mình bị mất á, nó đem kiếm mà có thì chị My sẽ đem cái giá rất thú vị. À. Hoặc là giá mà đã mua lại của những người bắt chó của mình đem lại đây. À, rồi. Không phải đây ấy đâu. Rồi, cảm ơn chia sẻ ai nha. Ơi, ai mà ví dụ mà nói đây bán thịt tiếp tay cho những người mà gọi lại gì nè gian bắt trộm thì ra đây trực tiếp luôn, chứ nó nói thẳng ra là những người đó đem ra đây bán gì một cái lý do, hai lý do là người ta nói là không nuôi nữa, không nuôi nữa thì người ta không nuôi nữa, người ta đem ra đây người ta bán, chứ không người ta không phải nói là bắt trộm, nhưng mà con chó nó vẫn chạy vụ, còn không có giấy tờ của con chó nào hết, tất nhiên là phải đăng lên không rõ chủ đúng rồi ra tiền, chứ không lẽ là chờ con chó nó rõ chủ thì mình đem đăng lên nói là không rõ chủ, mà rõ chủ thì nó đăng không rõ rõ chủ thì sao được đúng không? Dạ đúng rồi. Anh chị anh quay lên. Muốn nào coi đi anh chị. Quay con này dữ không? Không, thì cô à, con nó bị lên gà mái 200, gà trống 300 các bạn. Này các bạn coi nè. Đây là bị tai nạn liệt hai chân. Hai chân sau. Nói chung thì hồi chiều mình mới thấy đăng thôi, nhưng mà thấy tội quá. Thì các bạn cũng biết rồi, những bé liệt như vậy nè, về nhà chăm rất là cực luôn. À đó. Đây nè, bút nè, đây bút là cho Phạm nè. Đây nè, đó. Cái này là chủ. Chủ đem ra. Thì có bút đó đàng hoàng đưa cho Tâm luôn. Thì nó cứu lại cái này 500 ngàn. Đó là nói như vậy. Này bị tông xe các bạn đó. Đây vết thương của nó nè. Tội ghê chưa? Đó. Chó à, Facebook của chị là tên gì ha? My Nguyễn. My Nguyễn các bạn. Có cái bảng này nè, quay cái bảng này. Có cái câu sở gì đâu. Ủa, sáng cho bán tới 7 giờ tối. Nói chuyện với ai
ai bắt chó ra đi mua, những ai thương chó thì ra đi để giá đó rồi chủ chó hay mua chó cũng một giá một, không có không lấy giá cao. Số điện thoại là các bạn ai bị mất chó hay mất mèo gì đó ra đây hỏi chị My nè. Chị với anh Tân là đang phun men con chó này nè, đó. Đây hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn xem cái chỗ mà mua bán chó mèo này rất là có tâm. Ở ngay khúc đường Cộng Hòa với Trường Chinh nè các bạn. Đó. Giờ trời cũng đã tối rồi thì mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo. Để cập nhật những video mới nhất và hấp dẫn nhất thì các bạn hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để theo dõi kênh Chợ Sài Gòn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.